Sáng nay thật là tuyệt vời khi chúng ta có mặt ở tại đây. Shalom. 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 Sự bình an của Đức Chúa Trời đang hiện diện với chúng ta ở trong căn phòng này. Hãy nói với, vỗ vai nói với người bên cạnh mình. Shalom trên anh, trên chị. Shalom, shalom. Khi chúng ta bước vào trong căn phòng này thì chỉ có được sự bình an của Đức Chúa Trời thôi. Ngoài ra tất cả mọi điều gì khác nó không có quyền chi nữa trên đời sống của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, ở trong cái nhìn của linh của tôi thì tôi cảm thấy một cơn sóng đang tiến dần đến với Hội Thánh của chúng ta. Có thể có một ai đó ở trong căn phòng này chưa hiểu hết được điều tôi nói, nhưng mà đây là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Một cơn sóng đang tiến dần đến với Hội Thánh của chúng ta. Và Chúa Thánh Linh, Ngài đang làm điều đó ở trên Hội Thánh của Ngài. Rất là tuyệt vời. Chiều hôm qua, sáng hôm qua ở trong buổi cầu nguyện của Hội Thánh, thì mục sư Sơ Quyên có làm chứng lại một ít về chuyến mission trip của các em thiếu niên ở tại miền cao. Thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa vì những điều Ngài đã làm. Ngài đang làm quý vị. Ngài đang làm. Và Ngài sẽ còn làm lớn hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Rồi chúng ta sẽ được nghe một sư Sơ Quyên làm chứng một cách rõ hơn. Có thể có những hình ảnh để gây đến ấn tượng cho chúng ta. Và để chúng ta sẽ khích lệ cầu nguyện nhiều hơn nữa cho một vụ của thiếu niên, thanh thiếu niên trong Hội Thánh của chúng ta và đầy tớ của Chúa trong những ngày sắp tới. Thưa Hội Thánh, sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học chung lời của Chúa ở trong sách Nehemi. Chúng ta cùng nhau mở ra lời của Đức Chúa Trời trong sách Nehemi đoạn thứ 4. Có 3 tiểu đoạn ngắn mà chúng ta cùng đọc chung buổi sáng hôm nay. Nehemi đoạn 4, từ câu thứ 7 cho đến câu thứ 9. Và trước khi chúng ta cùng học lời Chúa, xin mời toàn thể Hội Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta sẽ một cách trân trọng cung kính đọc lời của Đức Chúa Trời, để lời của Ngài phán với tấm lòng của chúng ta, để lời của Ngài chuyển động trong linh hồn của chúng ta. Nehemi đoạn 4, từ câu thứ 7 cho đến câu thứ 9. Chúng ta tiếp tục từ câu 21 cho đến câu thứ 23. Một tiểu đoạn nữa, Nehemi đoạn 7, từ câu 1 cho đến câu số 4. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì chúng con được cùng thờ phượng Ngài. Và bây giờ chúng con lại tiếp tục đến với lời hằng sống của Cha. Linh hồn của chúng con đối khát Ngài. Cha ơi, xin làm cho chúng con được no đủ buổi sáng nay qua lời của Chúa. Nguyện lời của Ngài được tôn cao trong linh hồn chúng con. Lời của Ngài được tôn cao trong cuộc đời của chúng con. Lời của Ngài chuyển động trong chúng con, sanh ra những bông trái. Và chúng con nhìn thấy những bứt phá trong cuộc đời của chúng con trong những ngày còn lại bước đi với Ngài. Con cảm ơn Ngài. Vinh hiển thuộc về Chúa. Vinh hiển thuộc về Ngài. Thánh Linh ơi, một lần nữa chúng con thưa với Ngài rằng Ngài là tác giả của lời mà chúng con đọc buổi sáng hôm nay. Ngài là thần của lẽ thật. Cha dấu yêu, xin dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài. Chúng con hạ lòng mình xuống ở trước mặt Ngài, cung kính dâng thì giờ này cho Ngài, hiệp một và cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời chúng ta đồng ngồi. Kính thưa Hội Thánh, vào một buổi sáng Chủ nhật 70 năm về trước, ngày 7 tháng 12 năm 1941, không lực hoàng gia Nhật Bản đã bất ngờ tấn công vào khu căn cứ hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng. Một hải cảng nằm trên đảo thuộc về quần đảo của tiểu bang Hawaii. Cuộc không kích bất ngờ với 353 máy bay ném bom xuất phát từ 6 tàu sân bay của Nhật đã khiến cho hơn 3.600 lính Mỹ bị chết và bị thương. Hơn 15 tuần dương hạm và hàng trăm máy bay chiến đấu của Mỹ đã bị thiệt hại một cách nặng nề. Tại Trân Châu Cảng, quân đội của Mỹ không hề có người canh giữ. Bởi bây giờ, cả hai bên, Mỹ và Nhật Bản, đang trong giai đoạn diễn ra những cuộc đàm phán để tiến tới hòa bình. Và cũng chính vì không có người canh giữ, nên quốc gia Mỹ bây giờ đã nhận lãnh một kết cục hết sức bi thương. Đương kim Tổng thống của nước Mỹ bây giờ
là Franklin Roosevelt đã tuyên bố một điều: ngày 7 tháng 12 năm 1941 sẽ mãi mãi là một ngày ô nhục của dân tộc Mỹ. Kính thưa Hội Thánh, trái lại với bài học đau thương từ Trân Châu Cảng, Nehemi, một người Juda bị lưu đày từ Babylon trở về quê hương xứ sở của mình, với tấm lòng tin kính Chúa, ông đã xây sửa lại tường thành Jerusalem, vượt qua mọi mưu kế hiểm độc của những kẻ ác, của những dân tộc ác bao phủ ở chung quanh mình. Bí quyết mà Nehemi áp dụng ở tại nơi đây đó là lập một đội ngũ lính canh và cùng với những người thợ xây sửa. Lính canh, những con người rất cần thiết ở trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cùng học chung lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay ở trong Nehemi đoạn 4 và Nehemi đoạn 7 với chủ đề Người lính canh. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta cứ suy nghĩ một điều: 70 năm rời xa quê hương xứ sở của mình và rồi trở lại, Nehemi nhìn thấy một cảnh hoang tàn ở tại thành Jerusalem. Ông biết rằng Đức Chúa Trời ngày đặt để trong lòng của anh ông trở về Jerusalem với một sứ mạng, đó là xây lại, đó là làm tốt lại, đó là sửa chữa lại bức tường thành Jerusalem đang bị đổ nát. Quý vị, tiên tri Ê-sai trong đoạn 1 câu số 1, ông đã nói một điều về cái cảnh hoang tàn đổ nát ở tại Jerusalem. Ôi, xưa là thành đông đúc, nay ngồi một mình quạnh quẻ. Xưa đầy quyền thế giữa các dân, nay như một ngoá phụ. Xưa là lữ chúa giữa các tỉnh, nay là kẻ lao dịch khổ sai. Kính thưa Hội Thánh, nếu một ngày nào đó mà chúng ta trở về quê hương xứ sở, thăm lại nơi chúng ta đã được sanh trưởng và lớn lên, nếu chúng ta nhìn thấy tình trạng ấy thì chúng ta cũng sẽ đau lòng biết là dường nào. Và ở trong tâm trạng ấy, chúng ta xem coi Nehemi đã làm điều gì ở tại nơi đây. Nehemi đoạn 4, Kinh Thánh kể lại cho chúng ta ở trong sách Nehemi, từ những đoạn đầu của sách Nehemi thì với sự giúp đỡ của vua Atasase, Chúa ngài ban phước cho Nehemi và mọi công việc làm ở nơi bàn tay của ông đã được thuận tiện một cách thật là tốt lành. Nhưng sang Nehemi đoạn 4, như tiểu đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, có những kẻ thù và những dân tộc thù địch ở chung quanh. Ở trong Nehemi đoạn 4 câu số 9, Nehemi đoạn 4 câu số 9, tôi xin phép đọc lại câu Kinh Thánh này: còn chúng tôi thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng tôi và lập người canh gác ngày và đêm để chống lại chúng. Và đứng trước sự tấn công, đứng trước sự quấy rối của kẻ thù của mình, thì Nehemi đã làm gì? Kinh Thánh nói rằng Nehemi đã làm một điều, đó là lập những người canh gác ngày và đêm. Lập những người canh gác ngày và đêm. Ở tại nơi đây, ở trong câu số 22 cũng lặp lại điều này: trong lúc ấy tôi cũng nói với dân chúng rằng mỗi người hãy nói với đầy tớ mình ngủ đêm ở Jerusalem để canh gác ban đêm và làm việc ban ngày. Chắc chắn ở trong hoàn cảnh này, Nehemi đã không mời những người thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hay là những người rất là giàu kinh nghiệm ở trong nghệ thuật hùng biện trước đám đông, hay là những nhà thiết kế nổi tiếng. Không, đó là những con người không cần thiết đối với bối cảnh tình trạng của bức tường thành bị đổ nát ở tại Jerusalem. Và trong tình trạng này, chỉ cần những con người đó là rất là bình dị, biết xây, biết sửa và lập những người lính canh. Và những người xây sửa ở tại nơi đây, họ cũng không thể làm việc tốt được nếu không có những người canh giữ, phải không quý vị? Bởi vậy cho nên, người canh giữ rất là cần thiết. Chúng ta tìm hiểu về vai trò của người lính canh ở tại nơi đây. Người lính canh là người làm gì?
Một cách rất là đơn giản, lính canh là những người làm công tác canh gác, canh giữ, bảo vệ để tránh khỏi sự tấn công của những cái điều tốt hay những kẻ thù ở chung quanh mình. Mỗi buổi sáng chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đi qua cái cổng thì chúng ta thấy có những người bảo vệ, phải không ạ? Những người canh giữ. Họ có mặt ở tại nơi đó để bảo vệ tình trạng trật tự ở tại cái nơi mà chúng ta đang sinh hoạt ở tại nơi đây. Và một công việc nữa mà họ làm cho chúng ta đó là họ giữ và giữ xe cho chúng ta, phải không ạ? Dạ. Để một lát khi mà chúng ta thờ phượng Chúa ở tại nơi đây rất là bình an, khi xuống dưới không? Điều gì bối rối bởi vì có điều gì xảy ra. Nha, họ canh giữ, họ canh gác và bảo vệ cho chúng ta. Rất là tuyệt vời phải không quý vị? Hiểu một chút xa hơn nữa về vai trò của lính canh. Đó là những con người nhận thức được điều đang xảy ra ở chung quanh mình và hiểu biết được trách nhiệm. Họ biết rằng có một cái điều gì đó không ổn, có một cái điều gì đó có thể không tốt và bất ngờ nó thể xảy ra. Và trong bối cảnh ấy thì họ biết được cái trách nhiệm mà mình cần phải làm. Một điều thứ ba nữa ở trong vai trò của người lính canh, đó là những người tỉnh thức, những người đứng ở trên cao, những người có con mắt tin để quan sát và có lỗ tai thính để lắng nghe. Những người đứng ở trên cao, những người đứng ở trên cao. Sáng hôm nay chúng ta cũng ở trên cao đó. Yeah. Chúng ta đang ở tầng tư của cái tòa nhà New City này. Chúng ta đang ở trên cao đó quý vị. Từ ở trên cao ở tại nơi đây, nó có nghĩa về nghĩa bóng và về nghĩa đen hơn nữa. Và chúng ta sẽ suy nghĩ sâu hơn một chút về cái nghĩa này. Và cuối cùng, điều quan trọng, người lính canh của Đức Chúa Trời là một người mang lấy tấm lòng của Đức Chúa Trời. Người lính canh là người mang lấy tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tấm lòng của Đức Chúa Trời chuyển động về đâu? Tấm lòng của Đức Chúa Trời thế nào? Thì người lính canh của Đức Chúa Trời là người đứng ở trong sự hiện diện của Ngài. Họ sẽ hiểu được hết tất cả những điều đó. Họ có một sự cưu mang. Họ có một gánh nặng như những điều mà Đức Chúa Trời Ngài cưu mang và Ngài đang gánh nặng. Họ có một sự ước ao thúc giục để làm một điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn làm cho dân sự của Ngài. Những người mang tấm lòng của Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, với diễn biến của xã hội và tình hình của thế giới ngày hôm nay, tôi nhận thức một điều quan trọng, đó là tất cả dân sự của Chúa trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, dầu ở độ tuổi nào, dầu nữ hay là nam, thì tất cả chúng ta đều phải là những người lính canh. Sao amen nhỏ vậy? Amen. Nhỏ lắm. Amen. Chưa đủ. Amen. 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 Kính thưa Hội Thánh, chúng ta thấy điều gì đang xảy ra ở trong thế giới này? Chúng ta thấy điều gì xảy ra ở trong xã hội này? Từng giây, từng phút, nếu chúng ta cứ cập nhật Facebook hay là các mạng xã hội liên tục. Thưa quý vị, nhức đầu lắm. Có nhức đầu không? Dạ. Chúng ta không muốn sống ở trong sự nhức đầu, phải không ạ? Chúng ta muốn sống ở trong sự bình an. Vì Chúa đến để Ngài ban bình an cho chúng ta. Ma quỷ đến để cướp, giết, phá và hủy diệt. Nhưng Chúa Ngài đến để Ngài ban sự sống và sự sống dư dật cho chúng ta. Một sự bình an sâu thẳm, một sự bình an lạ lùng, một sự bình an tuyệt vời, một sự bình an diệu kỳ của Ngài phải ở với cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta chỉ kinh nghiệm được sự bình an đó khi chúng ta ở thường xuyên ở trong sự hiện diện với Đức Chúa Trời. Với ở trong tinh thần là một người lính canh thì chúng ta sẽ có được sự bình an. Con cái của chúng ta sáng nay đi ra đường, đến trường học, chúng ta đến công sở, chúng ta đâu biết điều gì xảy ra hôm nay, điều gì đang trên đường đến với chúng ta. Kính thưa quý vị, bất ngờ, một cách bất ngờ, một cách thật là bất ngờ,
Nếu chúng ta luôn có một sự kết nối với Đức Chúa Trời, luôn ở trong tinh thần, đứng ở trong vị trí là một người canh giữ, thì kính thưa quý vị, các mũi tên của kẻ ác, mũi tên của kẻ thù địch, những điều ác ở trong thế giới này chắc chắn không thể làm tổn hại một điều chi đến với chúng ta và gia đình của chúng ta. Amen. Amen. Xin Chúa cho chúng ta biết được vai trò của mình và thấy được điều này rất là cần thiết. Và chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa để chúng ta giữ mình luôn luôn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Những người đứng ở nơi cao, có thể là tầng tư của căn nhà, tòa nhà mà chúng ta đang sinh hoạt, hay là cũng có thể một nơi nào mà chúng ta trực diện với Chúa. Một chỗ khi chúng ta bước vào ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì chính Thiên Sứ của Đức Chúa Trời sẽ canh giữ gia đình của chúng ta và những người thân yêu của chúng ta. Chính Thiên Sứ của Đức Chúa Trời sẽ canh giữ cho bầy chiên của Chúa, sẽ canh giữ cho những công việc nơi bàn tay của chúng ta làm. Amen. Chúng ta chắc chắn như vậy, phải không ạ? Chúa, Ngài làm điều đó trên đời sống của chúng ta. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người canh giữ. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những lính canh. Tại sao Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những lính canh? Đức Chúa Trời tìm kiếm những lính canh để làm gì? Đó là để ý định của Cha trên trời sớm được thực hiện ở dưới đất. Chúng ta nhớ kỹ điều này. Đó là để cho ý định của Cha ở trên trời sớm được thực hiện ở dưới đất. Ở trong bài cầu nguyện chung, Ma-thi-ơ đoạn 6, câu số 9 và câu số 10. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất cũng như ở trời. Kính thưa Hội Thánh, nhưng mà ngày hôm nay theo điều mà chúng ta nhìn thấy, ý định của Chúa có được nên ở đất cũng như ở trời chưa? Có được nên ở đất cũng như ở trời chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Ý muốn của Đức Chúa Trời đó là muốn muôn dân, muôn nước biết Chúa và cùng thờ lại Ngài. Nhưng con người thì khước từ Chúa và đi tìm kiếm, đi thờ lại những loài mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Tiên tri Ê-sai đã nói lên nỗi đau đớn, tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-sai đoạn 1 câu số 3, Ê-sai nói một điều rằng: bò còn biết chủ mình, lừa còn biết máng của chủ, nhưng dân Ê-sên thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Wow. Khi chúng ta đọc câu kinh thánh này, thật một điều đáng buồn cho con loài người ngày hôm nay. Con bò nó còn biết máng của chủ, con bò nó còn biết người nào là chủ mình, con lừa nó còn biết máng của chủ, nhưng dân Israel thì không biết. Và ngày hôm nay cũng nhìn ra ngoài thế giới chung quanh còn biết bao nhiêu người chưa biết. Sau năm 1975, rất nhiều người Việt Nam của chúng ta rời khỏi quê hương của mình và đi đến các quốc gia khác. Những người đặt chân đến Mỹ vào năm 1975 ở tại California nói với tôi một điều rằng: khi mà họ đến ở tại nơi đó, những năm tháng đó là những năm tháng họ không hề thấy có một cái chùa nào hết. Ông xã tôi cũng vậy. Ông đến Mỹ vào năm 1975 và đầu năm 1980 thì ông bắt đầu đến với lại tiểu bang California. Ông nói không có chùa, không có chùa. Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để đi du lịch ở tại Cali thì chúng ta sẽ nhìn thấy, quý vị, chùa nhiều lắm. Chùa nhiều lắm. Chùa nhỏ, chùa lớn. Nó là công trình của người Việt Nam với lại người Trung Quốc đó. Wow, có những cái chùa đồ sộ và rất là nguy nga. Ở Việt Nam quyên tiền để xây chùa và qua tới Mỹ cũng quyên tiền, quyên góp tiền bạc để xây chùa tại Mỹ.
ở Mỹ thì các cái khu phố nhà cửa rất là trật tự, và mỗi một cái khu cộng đồng dân cư đâu ra đó đang đi trên đường rất là đẹp, có những cái nhà rất là đẹp, thấy con ông ngồi ở trên, không một ông thì là một bà, chắc chúng ta biết ai rồi phải không ạ? Yeah. Đó là những cảnh tượng mà người ta nói trong những năm đầu tiên họ đặt chân đến cái vùng đất đó không bao giờ có, mà bây giờ nó lại có. Tôi thấy tôi sửng sốt quý vị. Và nó làm ô uế cái vùng đất. Nó làm ô uế cái vùng đất. Nó là cái vùng đất mà họ là những con người tin kính và thờ phượng Đức Chúa Trời. Wow. Chúng ta cầu nguyện. Ý định của Đức Chúa Trời đó là muốn con người được sống trong hòa bình và an ổn. Nhưng con người lại thích chiến tranh, thích gây hấn với người khác, thích làm thực hiện một cái giấc mơ làm bá chủ của mình ở trong thế giới này. Và thích để thu lợi nhuận từ việc mua bán khí giới ở trong chiến tranh. Đó là ý định của con loài người, chứ không phải là ý định của Thiên Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu số 12. Và một điều nữa mà chúng ta thấy ở tại nơi đây. Kinh Thánh ghi lại rằng, từ ngày Giăng Báp Tít cho đến nay, nước thiên đàng đã bị áp lực mạnh mẽ, mà những kẻ đàn áp đã cố chiếm lấy nó. Kinh Thánh ghi lại rằng, từ ngày Giăng Báp Tít thi hành chức vụ là người dọn đường cho Chúa Giê-xu, thì từ thời điểm đó, nước thiên đàng bị hãm ép, và kẻ hãm ép đang tìm mọi cách để chiếm lấy nó, để làm áp lực ở trên nước thiên đàng. Kính thưa hội thánh, nước của Đức Chúa Trời, hội thánh của Đức Chúa Trời và dân sự của Đức Chúa Trời ngày hôm nay vẫn còn đang tiếp tục sống dưới ảnh hưởng của các thế lực của sự tăm tối. Mới đây tôi nhận được một cái thơ gửi của mục sư Trương Hoài Phong, một cái bài viết nói về một tình trạng thật đang xảy ra ở tại Trung Quốc. Một bài viết có chủ đề là tiền thưởng rất là lớn khi chỉ điểm cơ đốc nhân. Tôi xin nói lại, bài viết có tựa đề là tiền thưởng rất lớn khi chỉ điểm cơ đốc nhân. Một sự thật đang diễn ra ở tại Trung Quốc, đó là một chính sách bắt bớ rất là kinh khiếp và nhắm vào những tôn giáo và đặc biệt là Tin Lành, hay là những hội thánh tư gia và chưa được có phép hoạt động của nhà nước. Nếu người nào chỉ ra cái nơi mà họ nhóm họp, nếu là cái người nào chỉ ra cái địa điểm đang có những cái chương trình huấn luyện, thì họ sẽ có một cái số tiền thưởng rất lớn, và có thể là 1.500 USD. Rất là kinh khủng phải không quý vị? Đó là một chính sách ngày hôm nay đang được thực hiện ở tại Trung Quốc. Chúng ta nghĩ rằng cho đến bây giờ thì điều này không còn xảy ra nữa, nhưng mà vẫn còn tiếp diễn ở tại Trung Quốc. Và ngoài ra có nhiều hình thức khác nhau. Ý muốn của Cha Thiên Đàng vẫn chưa được thực hiện ở trên đất. Chính vì lý do đó, bởi vậy cho nên Ngài vẫn còn đang tìm kiếm những lính canh cho Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu số 12. Đây là tiểu đoạn Kinh Thánh kể lại Gia-cốp đang ở trên đường rời khỏi gia đình của mình và đến với nhà cậu ở tại La-ban. Thì có một giấc mơ mà Gia-cốp nhìn thấy ở tại nơi đây. Chúng ta để ý câu số 12. Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời, và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên, đi xuống ở trên các bậc thang. Kinh Thánh kể lại là Gia-cốp nhìn thấy, trong cái giấc mơ nhìn thấy một cái bậc thang bắt từ đất lên tới trời, và thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên, đi xuống ở trên các bậc thang. Chúng ta để ý cái thang. Ở trong nghĩa đen của từ cái thang, theo sự trình bày của Kinh Thánh thì dễ lắm. Tâm trí của chúng ta liên tưởng đến hai cái thanh cây bắt từ dưới đất lên tới trời, phải không ạ? Thanh gỗ bắt từ dưới đất lên tới trời, và chính giữa nó có những cái thanh gỗ
chắn ngang với nhau. Thưa Hội Thánh, Thiên Sứ của Đức Chúa Trời không di chuyển bằng chân giống như con người của chúng ta. Nên bởi vậy, không có cần những cái bậc thang để Thiên Sứ của Chúa di chuyển từ đất lên tới trời. Ở trong ý nghĩa thần học, thì Chúa Giê-xu, ở trong cái nghĩa thần học thì chính Chúa Giê-xu Ngài là hình bóng của một chiếc cầu, cầu nói giữa Đức Chúa Trời với lại con loài người và con loài người với lại Đức Chúa Trời. Còn tại tháp canh, ở sự thờ phượng, ở trong khi mà chúng ta bước vào ở trong tháp canh, sự thờ phượng kết hợp với những lời cầu nguyện được ví sánh giống như một chiếc thang được bắt từ dưới đất lên đến tận trời. Và khi sự thờ phượng và cầu nguyện dâng lên ở trước mặt Đức Chúa Trời thì cửa thiên đàng sẽ mở ra, và Thiên Sứ được gọi là thần phục vụ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống ở trên chiếc thang ấy và đem ý định của Đức Chúa Trời từ trời đến để thực hiện ở trên đất. Amen. Đây là một ý tưởng rất là tuyệt vời ở trong sự thờ phượng và cầu nguyện ở tại tháp canh. Chúng ta nên nhớ một điều rằng khi chúng ta bước vào trong tháp canh có hai việc mà chúng ta thường thực hiện, đó là cầu nguyện và thờ phượng Đức Chúa Trời. Và lúc của lễ đấy dâng lên thì cửa trời sẽ mở ra, cửa trời sẽ mở ra và Thiên Sứ Ngài sẽ hành động. Amen. Khi chúng ta biết điều này chúng ta có vui không quý vị? Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ không hành động được quý vị ơi. Chúng ta sẽ không đánh trận được. Bởi vì thế giới tâm tối này đó là mang chủ quyền, quyền lực của vua chúa thế gian mờ tối. Và con người của chúng ta không thể nào đánh trận được hết cả. Thiên Sứ của Đức Trời, Ngài sẽ đánh trận cho chúng ta. Ngài sẽ đánh trận cho chúng ta khi chúng ta dâng lên của lễ là sự thờ phượng của chúng ta ở trước mặt Ngài. Thế cho nên, ngày nào xã hội và thế giới chúng ta vẫn còn tiếp tục diễn ra những bất công, những đau đớn, những tổn thất, những đau thương, thì ngày đó tấm lòng của Đức Chúa Trời vẫn còn đang chờ đợi để tiếp tục có những lính canh được dấy lên ở trong nhà của Ngài. Chúa đang chờ đợi điều đó. Quý vị có sẵn sàng ngày hôm nay để trở thành những lính canh cho Chúa hay không? Amen. Amen. Bởi vì đó là quyền lợi trước tiên là của chúng ta. Quyền lợi của gia đình của chúng ta, của những người thân yêu của chúng ta, phải không thưa Hội Thánh? Dạ. Nó là quyền lợi của chúng ta. Vậy trên, tôi ao ước rằng xin Chúa Ngài sẽ đem nhiều người đến ở tại tháp canh trong những ngày sắp tới, để chúng ta sẽ nhìn thấy một cái sự chuyển động, một cái phước lành mà Đức Chúa Trời Ngài đem đến cuộc đời của chúng ta, gia đình, cộng đồng, hội thánh và đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta trong những ngày sắp tới. Amen. Và điều cuối cùng chúng ta cùng học với nhau đó là tháp canh và người lính canh. Thưa Hội Thánh, người bác sĩ thì làm việc ở đâu? Ở bệnh viện hay ở tại phòng mạch của mình. Những kỹ sư thì công trường của họ là những tòa nhà đang thi công. Những anh em công nhân thì họ làm việc ở tại nhà máy. Còn những người lính canh thì thực hiện sứ mạng của mình ở tại... Tôi xin hỏi lại. Bác sĩ thì làm việc ở trong bệnh viện. Kỹ sư xây dựng thì công việc của họ là ở những cái tòa nhà đang xây cất. Người công nhân thì làm việc ở trong nhà máy. Còn người lính canh thì sứ mạng của họ thực hiện ở tại tháp canh. Sao chúng ta nói nhỏ quá vậy? Hình như chưa thuộc bài á. Dạ đúng rồi. Lính canh thì làm việc ở tại tháp canh. Quý anh chị em, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta ở tại tháp canh. Chúa muốn nhìn thấy chúng ta ở tại tháp canh. Như tôi đã nói từ ban đầu, tháp canh là một chỗ cao. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ thấp thì tầm nhìn của chúng ta sẽ bị che khuất, chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Chỗ che khuất ở tại nơi đây, nó có nhiều ý niệm cho chúng ta. Che khuất có thể là chúng ta tránh những cái gì đó bị quấy rầy, để làm giới hạn tâm trí của mình, làm cho chúng ta không được ổn định ở trong thời giờ cầu nguyện. Chỗ cao cũng là nơi mà chỗ mà chân của con loài người không thể nào đặt đến được. Nó là một chỗ riêng tư
của chúng ta với Ngài và Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 12 từ câu số 1 đến câu số 3, sứ đồ Phao-lô đã trình bày điều này. Ông kể lại rằng Chúa đã đem ông đến tầng trời thứ 3. Ở nơi đó ông nhìn thấy những điều mà ông không thể nào nói ra. Ông không thể nào thuật lại cho người khác. Thưa hội thánh, Chúa cũng đem chúng ta đến một tầng trời nào đó. Có thể không phải là tầng trời thứ 3 giống như sứ đồ Phao-lô, nhưng mà một cái chỗ nào đó riêng tư giữa chúng ta với chính mình Ngài, để chúng ta có thể nghe Ngài một cách rõ hơn, nghe Ngài và nhìn thấy Ngài một cách chính xác hơn. Chúng ta biết được những điều mà Đức Chúa Trời làm trên đời sống của mình. Tôi xin làm chứng lại với hội thánh. Ở trong tháng 6 vừa rồi thì tôi được có cơ hội để đi học ở tại Indo. Và ở tại nơi đó, cảm ơn Chúa, Chúa dạy tôi những điều thật là lạ kỳ. Và gần cuối ở trong kỳ học thì chúng tôi được đi đến để tham quan và cũng được học một cái bài học ở tại tháp cầu nguyện, ở tại Sentul, ở Jakarta. Tôi hy vọng rằng có nhiều người ở giữa vòng chúng ta đã được có mặt ở tại nơi đó. Và sau cái buổi cầu nguyện thờ phượng xong thì chúng tôi đi ra khỏi tháp canh. Và trong lúc đi ra khỏi cái phòng cầu nguyện và trong lúc đứng để chờ đợi để bước vào trong thang máy bởi một đoàn đông người, thì tôi mới tiến gần đến bàn ở chỗ cái người receptionist và tôi lấy một cái brochure. Ở trong đó có cái hình của tháp canh cầu nguyện ở tại Sentul. Tôi coi một vài thông tin ở trong đó và tôi bỏ cái tờ đó vào trong cái giỏ sách của mình. Rồi khi tôi trở về thì nó nằm ở trên cái chồng sách ở trên bàn làm việc của tôi. Và một ngày nọ thì Đức Chúa Trời nói với tôi. Ngài nói với tôi cái điều mà Ngài đã phán với lại Habacuc. Đó là hãy chép lấy khải tượng và ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng để người đang chạy có thể đọc được. Wow! Nghĩa là Chúa muốn chúng ta phải vẽ ra cái tháp canh. Vẽ ra cái tháp canh này. Tự nhiên Chúa đặt cái điều đó ở trong đời sống của tôi. Và thế là tôi tìm lại cái hình ảnh đó. Tôi xem lại một lần nữa. Tôi chia sẻ điều này với lại Minh Chánh. Và cảm ơn Chúa, Minh Chánh đã thiết kế ra hình ảnh của tháp canh. Dạ, chúng ta nhìn thấy phải không ạ? Minh Chánh đã thiết kế ra hình ảnh của tháp canh. Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta sẽ có tháp canh. Amen. Tôi cảm nhận một điều rằng đây là một cái lời mà Chúa hứa cho mình. Đây là một lời mà Chúa hứa cho mình. Bởi vì tôi đã nhìn thấy, nhưng mà tôi đã không quan tâm đến nó. Và rồi một ngày, Đức Chúa Trời, Ngài nói với tôi một điều rằng hãy chép lấy khải tượng, hãy ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng để người chạy có thể đọc được. Sắp tới chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở trong cái phòng cầu nguyện của tháp canh của hội thánh của chúng ta. Xin lỗi, vọng canh, chúng ta là vọng canh thôi chứ chúng ta chưa là tháp canh. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình này ở trong vọng canh, cái phòng cầu nguyện của chúng ta. Đây là một điều đầu tiên, là một cái dấu chứng đầu tiên rằng Chúa Ngài chắc chắn cho chúng ta có tháp canh. Quý vị, ở tại Sài Gòn của chúng ta trong tương lai sẽ có tháp canh. Amen. Chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Chúa Ngài làm điều đó. Ngài làm điều đó cho chúng ta. Rất là tuyệt vời. Chúng ta nhìn thấy một cái hình kế tiếp ở bên cạnh, phải không ạ? Thưa hội thánh, tôi sẽ làm chứng tiếp với lại hội thánh của chúng ta. Chắc chúng ta đã tìm hiểu biết ít nhiều về đất nước Indonesia. Người ta gọi là đó là một đất nước vạn đảo. Bởi vì nó rất nhiều đảo, hơn 3.000 hòn đảo nhỏ nhỏ. Hơn 350 triệu dân số. Hơn gấp 3 của Việt Nam của chúng ta. Quý vị, và đó là một trong những quốc gia mà có người Hồi giáo đông nhất thế giới. Nhưng nó là một quốc gia sống ở trong tình trạng ổn định một cách rất là lạ kỳ. Khi tôi đặt chân đến Indo, đi ở trên thành phố, đi vào ở trong chợ, ở các siêu thị, linh của tôi cảm nhận được có một sự ổn định rất là lạ kỳ ở trên đất nước này.
Và thầy giáo, một người chia sẻ cho chúng tôi ở trong một vụ tháp canh, ông nói một điều rằng chúng tôi liên tục cầu nguyện ngày và đêm để đất nước Indonesia được ở dưới sự bao phủ của Chúa. Và cái điều đó mỗi ngày liên tục 24 tiếng trong một ngày và 7 ngày trong một tuần lễ liên tục và liên tục được dâng lên ở trước ngôi Cha. Thế cho nên đất nước đó đã ở trong một tình trạng ổn định một cách rất là lạ kỳ. Và ông đã làm chứng lại rằng có nhiều trường hợp một cách rất là đặc biệt. Những người Hồi giáo, Chúa đã mở, Chúa Ngài đã mặc khải cho họ biết về Chúa. Ở trong giấc mơ, ở trong cộng đồng, có những cách mà Chúa gỡ họ ra khỏi linh của sự thờ phượng của thần của họ. Và tự động họ đến với lại tháp canh, họ đến với lại hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Ngài chỉ làm một việc, đó là cầu nguyện và thờ phượng Chúa ở tại tháp canh. Còn Chúa thì dắt đưa người Hồi giáo vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Tuyệt vời quá phải không quý vị? Chúa cũng sẽ làm điều đó cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngài sẽ làm điều đó cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Trước khi kết thúc, tôi xin được đọc lời của Chúa ở trong Habacuc đoạn 2 câu số 3. Việc phải tưởng còn phải đến đúng thời điểm ứng nghiệm. Nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ hãy đợi, vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn. Nó chắc chắn sẽ đến. Chắc chắn sẽ đến. Chắc chắn sẽ đến với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Tôi nhớ đến một câu mà tôi đã được đọc. Chúa không xây dựng một điều rồi bỏ dở một điều đó giữa chừng và làm một điều khác, hoặc làm một cái điều gì đó mà không có liên quan đến nó. Ngài khởi đầu xây dựng dựa trên một khải tượng hoặc một chiến lược cách liên tục. Và rồi Chúa cũng thêm những điều mới mẻ vào và kể cả những thách thức. Nhưng cuối cùng chúng sẽ gắn kết, chúng sẽ gắn chặt và nối kết với nhau để hoàn thành kế hoạch cho vương quốc đời đời của Ngài. Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ buổi sáng hôm nay với câu nói này. Và quý vị, hãy chào đón một tương lai tốt lành cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hãy chào đón một làn sóng đang tiến gần đến với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hãy chào đón một mùa phục hưng mới mà Đức Thánh Linh Ngài đang chuẩn bị cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam này. Hãy cầu nguyện, hãy bước vào trong tháp canh, hãy bước vào trong vọng canh, hãy tìm kiếm, hãy dâng lên sự thờ phượng của lễ tốt nhất ở trước mặt Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời Ngài làm điều đó cho chúng ta. Amen. Chúng ta cùng đứng lên và yêu thương Chúa.